Hello mấy chị yêu, xem like chia sẻ bài cho em nha mấy chị ơi. Mấy chị yêu dấu của em ơi, mấy chị xem like chia sẻ bài cho em thương quá nha. Tao đang cưa bôm nữa này mấy chị. Hello Thanh Nguyễn, hello Lần Nguyễn. Cho chút mau. Đẹp gái liền ha. Những bộ đồ khác mặc coi. Chơi bộ màu vàng đấy. Cái gì cho cái màu vàng là cái ưa thích của em. Mấy chị yêu ơi, chia sẻ bài cho em nha mấy chị. Giờ em xíu lên đồ cho nè. Đầu lai vừa xả vừa cưa bôn tầng lai cứ liền lai. Rồi, sẽ bắt chấp. Bắt chấp ăn chơi. Bộ mẹ đẹp quá mà vậy. Mẹ bên ngoài đẹp giá men. Mẹ đẹp phải hỏi là từ thế á. Chia sẻ bài cho em nha mấy chị yêu dấu của em ơi. Hello mấy chị nha. Hello Tiên Trần. Mọi người cho em xin một nút chia sẻ để chốt hàng đầu like. Hôm nay em cưa hàng bom. Cái hàng bom. Em thấy được 35 lượt chia sẻ rồi nè. Cảm ơn các chị rất rất là nhiều nha. Hello Thu Kiều. Chắc tối nay mấy chị chơi 28 tháng 3 hết rồi đúng không? Đếm cửa lại cho em luôn. Thấy em đổ cái bàn qua đây hợp lý hơn đúng không? Chứ em để đồ hôm nay cái đang like người ta vô mua đồ cứ qua phía ra này. Nói chơi ba mùng còn quần giả váy với chị Phát Hân ơi, còn quần giả váy rồi em lên đây đây. Đầu tiên là em khui cục bôm đây trước. Cái cục bôm này phải nói là điều bất ngờ nhất đối với em là mấy chị, đây là khách quen, phải gọi là cực kỳ quen luôn. Mỗi lần mua rất là nhiều mà nhắc tới cục này cục hết tiền hay sao á. Ở mình, ở hiện mình đây chứ không ở đâu hết á, mà em không biết cái lý do gì. Thiện Chánh một đầu tiên thì nó là nhà có người bệnh vô nhơ nuôi, thì em vẫn nói ờ thôi em cứ lo cho gia đình em đi, đồ để chị để đây hầu lại về lái cũng được. Xem gọi mấy lần cũng kêu em chưa về chị ơi, nhưng mà lần xe nữa gọi mắc tích tới giờ luôn chị, nhắn tin cũng không trả lời. Em nói ví dụ nhà mình có việc gia đình gì mình cứ nói một tiếng em thương sẵn sàng, em thương sẵn sàng xả đồ. Mấy chị đừng có cái kiểu mà làm thinh vậy, là thật sự là rất là buồn luôn mấy chị. Thật sự người rất là quen. Trong đêm thì bị một đứa bạn thân đặt xem, nhắn tin không trả lời, mất tích luôn. Không hiểu họ đang suy nghĩ cái gì trong đầu họ luôn á. Mình có việc hoặc là mình không mua cứ nói một tiếng, có gì đâu mà phải làm như vậy ta. Còn cái đây cũng vậy, đưa 1 triệu mấy luôn á mấy chị. Hết tiền thì nói là hết tiền. Hay tại nhà mình có công việc, mình cứ nói là có công việc, nói thương xả ra. Rồi im ru luôn, mất tích giang hồ luôn. Gọi cũng không xem, cũng không thấy thưa bé đâu hết trơn rồi.
nhắn tin kêu ờ em ơi nếu mà nhà em có việc em cứ nói rõ để cho chị Thương biết, xả đồ ra bán cho tết từ từ nay rầu. Dạ mà mất tích không cái là đi rồi lại vậy luôn, gọi điện là không thư máy, thiệt khổ. Quần chả váy tôi mặc được không, có sai bà ơi, để tôi qua thử còn sai bà không, thiệt khổ luôn á. Chắc là hàng mấy hàng đang bán trước tết rồi chưa. Thôi sao chỗ quen biết em lái không lái em cứ nhắn tin cho chị biết chừng. Mất tích luôn, thiệt là đau khi mình hiền quá. Quá là nhiều đồ, tao vui nha mấy chị. Gần rất là thân quen đây. Trời ơi là trời. Rồi bắt đầu. Quần đùi size S 30.000, size S 30 nha. Ờ thì chị biết là chắc hết tiền, mà hết tiền là mình cứ nói rõ. Ờ ơi chạy ơi, nhà em có công việc em hết tiền, hay là nhà có công việc em lo cho mẹ bệnh, cha bệnh hay là gì đó, em hết tiền chị xả ra bán giùm em, hay sẵn sàng chị xả. Trước tết chị gọi em ơi có lấy đồ không để chị bán cho, chứ không sao hết. Làm thinh luôn, mất tích, nói chung là không nhắn đi nhắn lại, gọi điện cũng không trả lời luôn. Không biết chết hay sống gì luôn á mấy chị. Rồi quần xả chốt đúng giá giùm em nha mấy chị ơi, có giá Thương mới chốt đơn nha. Bởi vì tối nay là Thương lai xả nên có giá Thương mới chốt đơn, còn không có giá là Thương không chốt đơn nha. Quần đùi 30 cho chị Ánh Tiết nè, bố phụ mẹ đúng không, thì bưng cho mé đi xuống mới vô bố tá cầm. Đầu chậm mất rồi. Cái chạm mà chạm cái chỗ cái dây này, cái đầu vô á cô. Chạm cái đầu vô á. Rồi, quần đùi 30 chốt em. Ơ à, giận 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 dạ, nó lại được có bố. Bố giận đứng được chưa? Chờ xíu cho mấy chạy bộ phận kỹ thuật bị trục trặc. Ok rồi không? Đó, được rồi. Đó, nào được. Đó, quần đùi 30 cho anh Tiến nè. Ở vô anh. Bị lên lên em. Buồn thiệt, quá là buồn luôn. Không biết họ sống chết làm sao nữa mấy chị. Thật sự có nhiều người không biết sống chết làm sao mà hàng tới nhà hỏng thấy tán. Trong đây mới có hiện lên một chữ chữ nè, một chữ người mờ hàng tới nhà không tới lấy nè, nhờ ông em đẹp tên lên chứ. Rồi 35.000. Đó, tuần hàng 55 người ta dành lộn chốt, bây giờ 35.000 nữa mấy chị. Đó nên em ghét cái kiểu đó. Tới nhà lấy. Rồi chốt em mã caro, caro 35, caro 35. Mình mua không có tiền mình cứ nói thẳng là mình không có tiền, mình ức quá mình xem like. Con album là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của em luôn. Rồi 49.000, tay trắng 49.000, siêu đẹp. Hàng này về trước Tết là người ta không có để mà mua. Tay trắng 49. Rồi hồng phối 30. Chốt em mã hồng phối 30, 55-58kg là mang được. Hồng phối 30. Chốt em mã hồng phối 30. Nghiêm một bị luôn chứ ít em. Hồng phối 30. Áo ngọc, ba con áo ngọc size như đây. Rồi ba con áo ngọc size 3 xéo. Áo 35 cho em Trần Thị Thu Hảo. Đồng đẹp tên em hả? Trần Thị Thu Hảo. Trần Thị Thu Hảo. Cái áo 35 mà. Đúng lúc nào anh? Anh cầm. Đó sao? Chạy cái quần đùi của em. Nó khen không mất vậy. Tao đem xuống chị Tần để chạy nha Dung Điền ơi. Rồi tay trắng 49 cho em cỏ dại. Hồng phối 30 cho bà Phạm Võ Ivy. Rồi ba con áo ngực 90.000, ba con áo ngực size 3 xéo. Ba áo ngực size 3 xéo 90.000. Tay trắng 49 em hết à. Tay trắng 49 là cả màu da tôi. Rồi ba con áo ngực 90, cho em ba con áo ngực 90.000. Ba con áo ngực 90.000 mua lần cả mớ này cho ít cho mấy chị. Người quen mua lần nhiều lắm, mua hình như mua dùm nhà ai nữa rất là nhiều, mỗi lần mua rất là nhiều luôn á. Bắt cái bom em không bắt đâu mà. Ờ hồi xưa gọi là để chốt nha.
bao ngực 90, mấy chị chốt rồi cứ chốt mã 90 cho em nha, chốt mã 90 cho em là được nha. Ok xương. Rồi mấy con chịp, mấy chị là mấy chị cũng chốt để em mặc luôn này. Bữa bán 70 mấy ngàn hả? Bây giờ bán 60 nghìn nha, 60 nghìn 5 con chip. 60 nghìn 5 con chip, chip này mặc sướng lắm. Chip này mặc là bao đã luôn. Rồi ông Ngọc chốt mấy chị trần trúc. Ông Ngọc chốt mấy chị trần trúc. Ông Ngọc 90 3 con, 3 con 90 ngàn nha, chốt còn một lúc lại luôn chứ không chốt một con. Rồi 5 con quần lót 60, chốt em mã 60. Chốt em mã 60. Không có bán hai chiếc bà ơi. Ông Ngọc chứng minh hết. Nên chiếc 60 mấy chị ghi giá lên nha chứ không ai liệu nó không biết trả lời. Ai có giá thì em sẽ chốt nha mấy chị. Chị sẽ mừng cho em Ngọc Hiền. Ai có giá thì em Hương sẽ chốt nha. Tại do em Hương xả bán giá nó tầm bậy tầm bạ. Mấy chị chốt rồi em Hương mới biết đường mà. Mai mới tính tiền nha. Đơn này là 1.377.000. Người rất là thân quen. Rồi khóc kaki cho bé. Khóc kaki cho bé size M. Kaki cho bé size M 20kg đổ lại là mang được nha. Rồi 70.000. Chốt em mã kaki cho bé 70.000. Hàng kaki siêu xịn nha. Khóc bé 70. Khóc bé 70. Ôi trai cái hàng dài tay cũng tốt không anh chết nhá. Hàng đẹp đẹp không à. Trời bán biết nhiêu trời ơi. Đang là hàng đắt tiền trước Tết không này. Rồi 50.000 nha, áo hót đi. Áo hót đi 50.000. Hàng Hương Quảng Châu đẹp đấy. Rồi hót đi 50. Hót đi 50, chốt em mã hót đi 50. Hót đi 50, chịp em hết rồi nha mấy chị. Hót đi 50. Bộ bé bộ đồ này nữa chứ. Tóc quá chừng tóc luôn. Hót bé 70 cho em cỏ dại cỏ dại. Rồi bộ cam. Bộ cam 50. Bộ cam 50, dịp em hết ạ. Bộ cam 50, size 30kg nữa là mang được luôn nha. Bộ cam 50 cho bé. Bộ cam 50. Kaki 70 hết. Bộ cam 50. Bộ cam 50. Bộ cam 50. Rồi áo dạ. Bộ cam 50 cho Nhi Nhi. Bộ cam 50 cho Nhi Nhi. À gọi được từ từ mới ship cho em đâu. Phải gọi là ship liền đâu em yêu. Gọi là bên chị làm đơn đưa qua cho ship. Và từ từ ship cái phân hướng đó đi nha em. Rồi. Là giờ hàng đắt kia không biết bán nhiêu mấy chị. 40.000. Chốt em mã 40. Chốt mã 40 toàn là hàng trước Tết nó cao tiền. Bom ác chiến Nguyễn Thị Bích Hà ở Thiện Chánh 1. Chả biết mất tất ở đâu nè. Thiện Chánh 1, Nguyễn Thị Bích Hà. Ai quen nhắn nhủ Hà giùm em nha mấy chị. Khách em với Thiện Chánh nhiều lắm. Ai mà quen Nguyễn Thị Bích Hà nhắn nhủ giùm em thử cái. Hay là sao mà gia đình có chuyện thì cũng nói biết chứ làm gì mà nhắn tin cũng không trả lời. Gọi điện cũng thấy thưa mé. Rồi bộ xám. Bộ xám 50 luôn. Bộ xám 50 cho bé luôn. Chúc em bộ xám 50. Thấy em nha 50. Bộ xám 50, chúc em bộ xám 50. Bộ xám 50, quần dạ váy. Chúc em một con quần dạ váy. Quần dạ váy đó nó bị rớt cái nút đây về mấy chị đính lại nha mấy chị yêu ơi. Rồi, đây nè, bây giờ mấy chị đính, chỉ cần đính đây cái chị vô là xem nha. Rồi quần dạ váy, size này là size nhiêu ta? Size S. Sám là bé gái chị ơi. À cái bộ đó size trai gái thì mang cũng được á. Sám cho size bùi. Dạ váy 20. Dạ váy 20 về mấy chị chỉ cần đính vô là xong nha mấy chị yêu. Dạ váy 20. Size S. Dạ váy 20. Dạ váy 20. Rồi bộ này 35.000 luôn. 35.000 chốt mã 35. Mã 35. Sám hết ạ. Mã 35. Bộ xám 50 em hết. Dạ váy 20. Em còn dạ váy 20. Mã 35. Rồi áo nam size XXL. Dạ áo nam size XXL nha. Do mình gói hàng á mấy chị, để lâu quá nó bị nhèo nha. Dạ váy size S á mấy chị ơi. Dạ váy size S.
áo nam này đẹp quá, size XXL 49.000 nha mấy chị. Hàng này trước Tết em bán giá nó cao tiền lắm mấy chị, nhưng chắc quả mấy chị cũng biết luôn mà. 49.000. 49.000. Mấy chị thấy không? Từ cái hàng 75.000 của em nè. Rồi vàng chanh size XXL 49.000. Áo nam 49 cho con mèo, làm em còn bị tốn ship nữa chứ, bởi vì ship đi rồi á. Có ai ở Thường Chánh 1 biết cái chị này không mấy chị? Rồi vàng chanh 49, chốt em mẹ vàng chanh 49. Vàng chanh 49, cô cái áo kia 35.000 mà không ai chốt thì cái giỡn hả mấy chị? Từ hàng 60 mấy ngàn á. Rồi đỏ đô XL, đỏ đô XL 49.000. Đỏ đô XL 49.000. Đỏ đô XL. Cái gì chốt đúng mã mà em đẹp quá em mới chốt được nha mấy chị. Đỏ đô XL. Thiệt hàng 85.000 của em nè mấy chị yêu. Chốt ai có giá thì em thương mới chốt nha. Bởi vì giá này ngày mai em không có nhớ giá được đâu. Mấy chị chốt giá lên. Áo nam 49 là áo nào mấy chị chốt đúng mã giùm em nha. Đỏ đô 49 chốt em Tuyết Phương. Đỏ đô 49 chốt cho Tuyết Phương. Rồi áo trắng. Áo trắng 49. Trắng 49 size XXL luôn nha. Trắng 49. Trắng 49. Em còn vàng chanh, còn vàng 49 và trắng 49 nha. Đỏ 49 em hết. Ai có giá thì em thương sẽ chốt nha. 49 đỏ đô em hết. Vậy nó mới công bằng cho người có giá và người không có giá. Rồi áo trắng 49 cho con mèo. Em còn con vàng 49, chọn con vàng là chị em nha. Áo trắng 49 em hết. Rồi một cái quần này. Một cái quần này lưng siêu cao nha. Co giãn cực kỳ tốt. Size của nó là size bao nhiêu? Size nhiêu sao tự nhiên cái size rớt mất rồi. Size M. Size M 89.000. Chốt em mã mã 89 M. Mã 89, chốt em mã 89, xanh em hết nha mấy chị. Em còn vàng nha. Em còn vàng. Em còn vàng size 2X. 49.000, chốt em mã vàng 2X. Vàng 2X. Bao ngọc hết rồi chị yêu ơi. Bao ngọc em hết. Rồi một đôi về. Đôi về size 37. Đôi về size 37 30.000 luôn, về bót. Về bót hông hơi siêu đẹp. Xả bom cho cưa đây luôn nè. Khá là chiến tay gan mắt. 35.000. 35.000. À 30.000, size 37 nha. Rồi em còn một đôi về size là của con bạn thân của tôi đây. Size 41. Về 30 cho chị Thu Minh Trần, chị Thu Minh Trần lên số điện thoại cho em nha. Rồi em còn quả chết mẹ rồi vậy hậu giờ bóc cho ai có lộn ta. Sao một chiếc 41, một chiếc 44 lộn rồi. 44. Còn một đôi về nam 44 30.000 luôn nha. 30.000. 44 size 44. Về 30 cho Hung Heo Hero. Về đó 30 cho Hung Heo Hero. Rồi đâu về nam, em còn hai đâu. Em làm chiếc này chiếc lớn chiếc nhỏ rồi. Em còn đâu về nam size 44 cho ta nha. Về nam size 44. Rồi đây của ai? Quên kia chú mấy con bị bom hàng hay chưa chứ. À Hiệp Nguyễn. À Hiệp Nguyễn. Cái chú máy bị rồi cho mai bốn máy bị vô bị bom hàng nữa khổ. Hiệp Nguyễn chào ô. Không có tiền mà đặt chứ giờ lém chả biết á. Mất thời gian. Vừa nổ vừa mất thời gian. Không có tiền mà muốn chi. Đó. Đóng quần dầu.
có bán 75 ngàn nè mấy chị. Mấy có bộ đồ thun thái của em là mấy chị có bộ đồ ăn mặc 70 nghìn nha. Về 44 em Trần Thị Thu Hảo, về sao 44 30 nghìn cho em Trần Thị Thu Hảo. Sữa tím và dưỡng bao nhiêu vậy chị? Sữa tím 99 ngàn nha anh Thu Hảo nè. Bộ đang mặc 70 nghìn ạ. Còn là còn lấy to không mày? Bởi vì mua hàng mà to quá mới không có tiền nhận đó, chứ nếu mua nhỏ nhỏ là có tiền rồi. Rồi bộ thun thái mà bữa bán 75 ngàn đúng không? Bây giờ bán cho mấy chị như ra chết rồi. Bộ này thun thái siêu đẹp nha. Bữa ai mua thun thái siêu đẹp này giờ chốt này. Rồi bộ xéo mưng, bộ cam xéo mưng nha. Bộ cam xéo mưng, chú em bộ cam xéo mưng. Bộ cam xéo mưng, mua cả mớ bộ thun thái này chưa? Má nó bị thiệt nữa. Bộ cam xéo mưng, bữa dành lộn đi nậu nha, chó. Xanh riêu, chó em mã xanh riêu xéo mưng. Xanh riêu xéo mưng, Hiệp Nguyễn ở ấp gì vậy? Chốt kèm giá, kèm tiền lên em thương mới chốt được nha mấy chạy biết sao. Biết sao ngày mai là em không có biết được cái tiền nó bao nhiêu hết đó mấy chị yêu. Nên chốt kèm giá lên nha, mai thương cũng nhớ giá nó là bao nhiêu đâu. Rồi xanh riêu xéo mư, chốt cho em ạ, xanh riêu xéo mư. Ai chốt có giá thì mình sẽ chốt nha. Rồi em cứ chốt đúng mã là chị chốt nha. Bộ xéo mư cho Trần Thị Thu Hảo. Bộ xéo mư đây đó cho Trần Thị Thu Hảo, đây là xanh riêu xéo mư. Xanh đen xéo mư. Mấy bộ này em bán 75 ngàn, khách dành như chốt không có chốt cái này. Hàng thun thái nó đẹp hơn, mắc tiền lắm. Rồi bộ cam hết, em còn bộ xanh. Xanh xéo mư cho chị Hồng Thơ Hương Thanh. Hồng nghe em thu Minh Trần. Em lên số điện thoại đi nha. À mua ít không? Hồng cái này bôm đồ trước Tết rồi chị để biết đó. Bây giờ em yêu ơi, nhà chị buông lên bởi vì em chốt hàng lựa khách kỹ lắm mấy chị ơi, thiệt thật sự luôn á. Xanh nên nói chị khách lạ cho em ướng, em ngán đầu. Xanh em ghi chú hết rồi, xanh riêu cho Lê thiệt. Em mà chỉ cần vô mà hiện lên chữ buông hàng là em chữ đã mỏ luôn á. Rồi em còn xanh đậm, xanh đậm xéo mư, xanh đậm xéo mư, xanh riêu em hết, em còn xanh đậm. Xanh đậm xéo mư. Mấy bộ này toàn là bộ cao tiền không, bộ đuổi bà chọn bộ đẹp nữa không bây giờ. Rồi 50.000 toàn là bộ đẹp không mày mấy chị ơi. 50.000 chắc là phê luôn nha. Rồi chốt em xanh non 50. Chốt em mã xanh non 50. Xanh non 50. Em có xanh đậm chứ không phải xanh đen chị Hương Thanh ơi. Xanh đậm. Cái gì anh? Đó. Này nhớ cho ai rồi mà. Đâu có. Cái bộ cam đi, bộ kia mới cho ai chứ không anh. Cái tên đó không mình đi. Thương Thanh. Để xanh riêu ít. Đây là thứ gì? Xanh xéo mưng cho nó. Xanh xanh xéo mưng cho Thương Thanh. Xanh đậm với chị Hằng Phan. Cả đây bỏ không? Dạ. À Lê thì coi em chốt mã khác không chị nha. Xanh đậm cho chị Hằng Phan. Bộ đuổi em mơ cho em Út Khương. Bộ đuổi em mơ cho Út Khương. Đuổi em mơ em hết nha mấy chị. Rồi bộ hồng. Bộ hồng 50 thì phải dành lộn ra là mấy bộ ác chiếu của em không rồi nha. Bộ hồng 50, hồng đuổi. Chốt em bộ hồng 50. Không, em chốt được của cái chị kia trước rồi. Mà chị quên là đẹp tên em nữa, thanh hai lần. Xanh đậm em hết rồi à. Của chị không, chị không thanh. Bộ xanh riêu của chị không thanh. Rồi bộ hồng 50 cho em Ngọc Huyền. Hồng 50 cho Ngọc Huyền. Rồi xanh đen 50 luôn. Lụa. Xanh đen 50. Xanh đen 50. Chốt em mã xanh đen 50. Xanh đen 50. Chốt em bộ xanh đen 50. Lụa hàng. Đồ đang mặc có nha chị ơi, nhiều lắm. Bộ hồng em hết á. Bộ đang mặc còn không để em luôn. Ok Mỹ Yến. Bộ đang mặc chốt cho Mỹ Yến. Bộ đang mặc còn này anh đi. Xanh đen cho em con mèo. Xanh đen cho con mèo. Chị không thấy em Ngâm Thân ơi. Xanh đen cho con mèo. Xanh đen cho con mèo. Rồi khóc tím 69. Chốt cho em mẹ khóc tím 69 ngàn. Khóc tím 69. Chốt em mẹ khóc tím 69 ngàn. Ủa xanh đen anh. Khóc tím 69.
Thoát tím sau chiến. Thoát tím sau chiến. Thoát tím sau chiến cho chị Hàng Phan. Thoát tím cho em Lì Một Mấy. Thoát tím cho Xe Bùi. Thoát tím cho Trúc Lê. Còn thoát tím, thoát tím lên giùm em số điện thoại với mấy chị yêu ơi. Trúc Lê lên giùm Thương số điện thoại nha. Ok bà Quy Trần Thao nha. Mai vô nha bà ơi. Thoát tím cho chị Trúc Lê. Và có quần đủ nó dính xíu keo cho ra nha mấy chị ơi. 20.000 nha. Dính keo nè. Chốt em mã lắm. Lắm 20. Lắm 20. Lắm 20. Chốt em mã lắm 20. Lắm 20. À, hồi bữa em chốt like hay nhắc nhắn tin nghe. Hình như chưa hay, hay sao ta. Lắm 20. Chốt em mã lắm 20. Lắm 20. Mua đồ ngon ngon không xả ngon ghê. À, mờ bôm mà sao gọi điện chốt đơn là được mà tao bu tá gọi quà không thương mé không hiểu luôn á. Bộ chị mặc 70.000 nha, đó là lụa satin nha em Kim Tiến. Lắm 20 em hết rồi. 25.000, 25.000 chốt em là sám sám 25 mà lắm 20 à. Sám 25, sám 25 da 25, sám hai lem da hai lem, sám hai lem da hai lem. Thêm một cọc đây, cọc đây tên gì ta, Diệp Trăng bôm đầu cây chú đầu. Bộ mặt mèo vàng chốt cho chị Nguyễn Quý. Mấy chị chốt giá em mới thích mới chốt đơn nha mấy chị ơi. Mấy cái hàng xe chốt giá lên thương mới chốt, mới biết giá mà chốt đơn. Sám hai lem chị Bích Đò Lê, chị nào có giá thì em thương sẽ chốt nha. Bộ mặt mèo vàng cho chị Nguyễn Quý, bộ mặt mèo vàng cho chị Nguyễn Quý. Sám hai lem cho Bích Đò Lê. Dạ cuối cùng thôi. Da hai lem cho chị Dung Võ Thị Dung. Da hai lem cho chị Dung Võ Thị Dung. Quần phía sau có đen nha bà ơi. Quần phía sau có đen nha. Diệp Trăng đặt hàng gọi điện chốt đơn tới nha. Đi công tác xa. Chị đi công tác xa rồi em. Con nghề mình đi công tác xa. Dạ đi công tác xa. Đi công tác xa mình có mà đặt hàng là mình phải có trách nhiệm chứ. Những người nhà mình nhận giùm chứ. Chạy đi công tác xa, xin lỗi nha em. Để đằng xe chị mua, mô phạt 30.000 tiền ship của em má vơ. Cầm em ngọng la rác mỏ nữa chứ. Quỷ sứ. Quỷ yêu thiệt mà. Rảnh. Gọi là cực rảnh luôn chứ không phải rảnh ít á. Máy nghị hoài quỷ ơi, quỷ yêu. 49.000 nha, quần thương treo phía sau 49.000. Đuổi yêu đi công tác xa vậy. Bôm mình nói mẹ bôm đi công tác xa cái cục cất quỳ. Công tác xa mình giữ người nhà mình nhận chứ. Người nhà chẳng lý không có ai. Đồ quỷ đó mà cái. Đỏ đô 69. Chốt em mẹ đỏ đô 69.000. Chốt nhanh hốt đi mặt mày vậy. Đỏ đô 69. Chốt em mẹ đỏ đô 69. Mất 30.000 mình ship quỷ mất chắc. Hoàng đang mặt chốt ở chị Tiên Trần. Chị Tiên Trần lên số họ cho em ạ. Quần riêng nghe rối em không có chị Quy Trần Thảo. Bộ đăng mày. Em hỏi gì vậy Lượng Hình ơi. Hôm này sâu môn số đem ký bạc vô tư nha. Đã đô 69 cho chị Dung Mỹ. Chị em để ra điện thoại nó rằng á. Đã đô 69 cho Dung Mỹ. Vàng chanh 69. Chốt em vàng chanh 69. Vàng chanh 69. Chốt toàn mèo đẹp không đồ quỷ sứ. Vàng bò xeo chín. Vàng bò xeo chín. Vàng bò xeo chín. Nhận mấy áo vậy chắc xỉu luôn. Vàng bò xeo chín. Vàng bò xeo chín. Đơn này của Trang Phạm. Mấy chị nào mà biết đấy. Trang Phạm ở xóm 2 lộ Diêu Hoài Mỹ. Nhắn nó giùm em là chị Hương kêu tên tên like nha mấy chị. Trang Phạm xóm 2 lộ Diêu Hoài Mỹ. Ở đâu hết rồi không anh? Đã đô em hết nha. Bò cho chị Dung Mỹ. Em còn vàng chanh nha. Em còn vàng chanh. Em còn vàng chanh 69. 69.000 con áo khoác có chốt mấy chị ơi. Em còn vàng chanh. Còn vàng chanh ở ngoài rất là đẹp nha. Bộ chị đang mặc 70.000 nha em. Bộ chị đang mặc đó là lụa satin nha. Lụa satin nha. Cực kỳ đẹp và cực kỳ mát luôn. Mặc rất là sướng.
mua có hai cái món này, một con bom ở lộ dương mình là chứ đâu xa lạ đâu cái chị, xa lạ gì đâu, phải chăng xa lạ đâu. Vàng vàng bò em hết, em còn vàng chanh mấy chị, em còn vàng chanh, đưa cái vàng chanh lại cho em. Mua hai cái quần cho chồng, một con bom đồ quả dương. Em còn vàng chanh nè, vàng chanh thiệt đẹp luôn á, vàng chanh rất là đẹp nha. Em còn vàng chanh nha, 69.000, khóc có túi trong là đẹp cực kỳ. Hình như chưa gửi hay sao á, quả không có coi giảng nha bà ơi, quả đuổi không coi giảng nha. Rồi em một còn con kaki 55.000, size của nó là size 32. Chồng chị nào mày chiều size 32 thì chốt nha. Kaki 55. Bố mẹ hả? Chồng em chốt rồi mấy chị. Chồng em mua rồi. Chồng em mua rồi. Rồi còn một con size 32. Ý bà chồng em chốt một con rồi. Rồi 50.000, chốt em mã 50, size 32 luôn nha. 32 là size 70kg mặc dừa nè. Ok em có dài, có dài một chai sữa tém. Bộ chị đang mặc có màu xám luôn em Hao Nguyễn. Kaki 55 hết rồi Linh Trần ơi. Còn một cái đó em 50 nhá, mã 50 nhá. Quần kia anh Trường lấy không? Còn cái 50. Dạ tao nghe khỏi trả công nha, lấy cái quần này khỏi trả công nha. Mỹ Yên, công ty mệt Việt Linh để cho chú ạ. Năm mươi cho Hương La. Bộ chị mày còn rất là nhiều mè, chút nữa chị lên nha. Hương La chờ xíu nha mấy chị, chờ xíu nha, chờ em xíu để ghi chỗ, để cái tên này ra chúc em ghi chú cái tên này bom hàng đem cho bữa xe nó vô em thấy nó hiện chữ bom hàng em chữ nó đá miệng em nói vậy chứ em không biết chữ mấy chị ơi, em biết chữ thấy tội hả. Nếu mưa mất tháo chạy ngầu banh ra la còn la lỗ nữa, bỏ nghi một đêm không cho được cái chồng với con ngầu để khui bôn. Em ít thì bôn đấy, lâu lâu em dồn là em khui chắc cũng được bẻ cọc hay sao. Con đúng là con liễu nó cũng đứng nó bị gì đâu. Rồi quần này, quần này 59.000 nha mấy chị ơi. Quần thể thao ôm mì rất là đẹp luôn, 59.000. 59.000 size XL. À, Nguyễn Thanh Tú ở đây là hello Nguyễn Thanh Tú ở chỗ Tài Lương Nã Ba Hòa Thanh. Nát mấy thành phần này. Mua con gói đồ mà ở Hòa Anh Tây mà ở chợ Bồng Sơn. Bây giờ em đang ở chợ nè, mang vô lúc chợ Pháp Trào Quân Mô Phật đâu bưu tá nó đây cho con xếp theo tiếng theo ái cho mấy chạy xã nào bưu tá xã đó chứ kiểu chạy chửi em mới cười đi. À, ông mày đem chiến cho Đào Bách Lê ở chợ Bùng Sơn mà biểu bưu tá ở Từ Hòa Thanh mang vô, em đang đi chợ Bùng Sơn mang vô phát thì em nhận mô Phật muốn chữ lộn thì phải chứ này. Dạ muốn chữ lộn thì phải chứ, đi chợ Bùng Sơn muốn mang vô phát mô Phật nhỏ để chờ quả chị cầm chị vô tới chợ Bùng Sơn mấy chạy ông nào luôn không bị chết luôn. Rồi ô mì đùi, ô mì đùi nè, đó size S nha mấy chị ơi, ô mì đùi đẹp chưa, 30.000 cho mấy chị luôn. Này là em xả bom 30 nha, chứ em có bán 30 nha, bởi vì quần này em vẫn còn, quần này em vẫn còn. Rồi, rồi ô mì 30 size S nha, em có hai con, ô mì 30 size S, chị là size S nhỏ này chốt, tầm 30 tới size S đó, chắc 50kg mặt chặt á. 30 tới 50, ô mì 30. Ô mì 30 bom dữ vậy trời. Ờ. Ok Thanh Hậu một chai sữa tém nha em yêu. Quần 59 chốt cho Mỹ Phương. Chị Mỹ Phương ơi, chị lên số điện thoại giùm em với ạ. Lên số điện thoại nha chị. Quần cho chị Nguyễn Hộp, chị Nguyễn Hộp lên số điện thoại giùm em nha chị yêu ơi. Mèo đen có còn 80kg em Kim Khải. Quần mèo đen còn 80kg nha em. Ô mì 30 cho Triệu Đinh. Ô mì 30 cho Triệu Đinh. Ô mì 30. À thì cái hình như họ không có tiền mua, họ coi la cho được.
bạn cũng phải công nhận luôn, họ bỏ thời gian công sức ra cho gia. Nếu mà thật sự em mua em tắt cái quay em đi chơi, tắt điện thoại em đi chơi cho chồng cho con em cho nó sướng cho đầu. Còn mình đã quyết tâm mình mua mình mới bỏ thời gian ra mình mua chứ. Mình mua mình bỏ thời gian ra mình mua chứ, mua chơi rồi bôn. Ừ. Ok Mỹ Phương. Quần em mặc vừa. Quần em mặc không vừa đâu, quần em chính là quần quần thể thao, chút em bóc cho anh cứ yên ra đây. Bật lấy điện thoại cho bố thanh ném chứ. Có mình nói gì nữa chứ. Đâu rồi, có móc điện thoại đâu rồi. Ném 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 rửa lại bố. Nào còn ba con áo xéo 10.000 luôn, trao tới bến luôn. Hèn cái cho mắc tiền ship còn ngầu băng lỗ nữa. Quỷ sứ, ship đi ship về đó nha mấy chị. 10.000 ship đi, ở trong huyện em mắc 10.000 ship đi, 10.000 ship về là không không em mắc 20.000, trong khi đó bôn về em mắc lỗ nữa, mắc cái nhiêu tiền. Ba con áo xéo 10.000. Em ở đâu bữa áo nè, người ta dành lộn mua 100.000 ba cái không có không có bán. Bây giờ em bán 60.000 em mắc 40.000 cùng với 20.000 tiền ship đi ship về nữa. Nên mấy chị ở đây nha, thiệt sự luôn, mình đã mua hàng, bên em đã gọi chốt đơn thì mấy chị chắc chắn nhận hàng là mình đã canh cái điện thoại rồi. Mình về mình thấy một cuộc gọi nhỡ là mình biết lỡ như shipper gọi là mình phải gọi lại để người ta nhận. Chứ chơi gì mà chơi kỳ cục vậy mấy chị. Ba áo sơ mi. Ba áo sơ mi chốt cho em bắt đầu lê. Quần ở phía sau form 58kg nha. Chị vẫn còn áo Phương Nam. Cái này là đơn đổi, cái này là đơn đổi. Cái này là đơn đổi chứ không phải là bom. Chị có quần Tây Nam. À, chị, em có sữa tém chứ em chưa có về sữa dưỡng chị ơi. Chắc là qua thứ hai em mới về sữa dưỡng, kem dưỡng trắng da body. Còn bây giờ là em có cái chai tém này, em bảo đảm là năng tông cho chị luôn nha. 99.000 một chai nha chị yêu ơi. Cái chai sữa tém này đang rất là hot trên thị trường luôn á. Chị có thể test giá để ra giá nha. 99.000 nha mấy chị ơi, 99.000 một chai sữa tém gọi là sữa sông trắng á, cực kỳ trắng và cực kỳ mịn, cực kỳ thơm. Mấy chị tém xem là bao ghiền bao thơm luôn nha. Áo này lỗi gì ta? Áo này á, là do họ dập cái đường rách đó sát bên chỗ cái khuy nên thành ra cái khuy nó hơi rộng nha mấy chị. Chứ mà thường thường mình mặc áo khoác là mình không có cui cái mình không có gài tới cái khuy đó đâu. Thật sự luôn. Đó, này là do nó rách. À, nó làm cái kiểu rách rồi nó khui gần chỗ cái phi nên thành ra cái phi nó bị rộng nha. Đó, khách không có đồng ý như thế này. Nhưng mà thiệt này nó làm rách gần chỗ cái khuy. Áo bởi vì áo nó thuộc dạng áo rách nè. Rồi 50.000 chốt em mã 50. 50 khóc riêng. Khóc riêng 50. Còn này dính gì không biết. Khóc riêng 50. Khóc riêng 50. Cái này bị gì đó này. Đó, dính đó. Hả? Đó, đâu tiền đó. Chỗ đây em cầm nè. Lặp lại chỗ có tiền. Dính chút này hả? Phải không? Nếu mà dính chút chỗ này thì không nên đánh gẫu. Em mò qua mò lại cũng thấy dính gì luôn. Dính xíu chỗ này hả? Rồi áo này dính xíu chỗ này nha mấy chị ơi. Đây nha, đó nhìn mấy chị giật ra nha. 50.000. Chốt em mã 52. Riêng 50 chốt cho bắt đầu lê. Ok bảo một sữa tém. Hai chai cho em Thanh Hậu. Ok em yêu. Một chai sữa tém cho chị em Nguyễn Thị Minh Huệ. Một chai sữa tém cho Nguyễn Thị Minh Huệ. Rồi em còn mã 52 nha mấy chị. 52. Mã 52. Ok. Tuần sau là chị về dưỡng thể. Thứ hai chị về nghỉ chai 8 tháng 3 đi nha. Y chai 8 tháng 3 giăng nắng rồi đồ. Về mua kem dưỡng thể sắp. Còn một cục nữa làm qua hàng sale của em nha mấy chị. Đây con thanh sang cho cũng không phải nó bom nhưng mà do nó xả đồ em xả mà nhân viên em nó không biết nó ship lại cho nó. Ừ, sữa trong cánh cho chị Yến Căng. Dạ, 50, cho là 52 nè. À, sữa tém cho Yến Căng. Yến Căng lên số điện thoại nha chị yêu ơi. Chị Yến Căng lên số điện thoại. Sữa tém thơm lém, tém là mê. Cảm ơn chị Tăng Hồ, bà lấy gì bà tém rồi hả? Phải nói là cực kỳ thơm và cực kỳ trắng da nữa. Họ gọi đó là sữa sông trắng. Cái sữa này đang rất là hot lên thị trường luôn á mấy chị. Cái hộp nó em để ngoài kia mất đâu. Không, em đưa cái hộp cho mấy chị đẹp. Cái nhãn hiệu của nó là Redline đó.
Riêng năm mơ cho em thiên trăng nhỏ trăng. Thiên trăng nhỏ trăng. Anh đứng anh lái giùm em một cái hộp ở trong cái thùng anh. Cho họ nhìn hai cái hộp của cái chai sữa tém á. Đó đó đó. Thanh Sang đây là chốt đồ trên line, đòi đổi qua đổi lại. Em không cho đổi cái là đòi xả. Xả mà do em bị xả mà nhân viên em đâu biết hết chiếc đây. Em thử có ai mê không ạ? Ở trên thùng giấy anh, mấy cái hộp hồng hồng á. Rồi con khót này mặc đúng đã luôn nha mấy chị. Mua con khót là về mặc này 80.000. Con khót này nói với chị là bao phê luôn nha. Lại đi. Mấy chị mặc bao phê luôn. Rồi chốt em mã khót, khót 80, khót 80. Ok, một chai cho em Linh Phạm, Linh Phạm. Này này, chai tém, sữa tém của nó là cái hiệu này nè. Đang rất là hot trên thị trường và đang rất là làm mưa làm gió trên thị trường luôn. Hàng này mấy đứa nó bán chiên mỹ phẩm, nó bán 240 hết đó mấy chị. Thiệt sự nha. Đây nè. Đó, khui ra bên trong của nó nè, chai của nó em khui mẫu đây nha. Ok, Bảo Bảo hai chai. Sữa 899.000 nha em, khót 50 cho chị Nguyễn Hồ. Không quên, khót 80 cho chị Nguyễn Hồ. Rồi quần kem 19k, chốt cho em mã quần kem 19k. Quần kem 19k. Quần kem 19k. Ôi, bữa không lái quần riêng cho em hả? Biểu liễu lái mà ta. Bên nhà em đi đơn hay có hóa đơn ở bên trong nha. Mấy chị có thể kiểm tra giá là thử bên em có tính đúng không nha mấy chị. Rồi quần xám 19k. Đây là một xám thiêu. Xám thiêu 19k. Rồi quần đen 19k. Cho em mã quần đen 19k. Cái này là hàng đổi. Này là hàng đổi. Quần 19k cho chị Tân Hồ. Rồi kem 19k. Đây. Đây. Quần kem kia. Kem đó đó. Này là quần tay gửi đổi. Em xả 50 luôn size XL này nha. Size XL. Nó khó gì mà thử một cái khó nào. Đây. Khó 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 khó. Ok em Bảo Bảo. À, Triệu Đinh. Có quần đen nha Triệu Đinh. Xanh riêu, đâu có xanh riêu ta. Đâu có xanh riêu đâu bà Quang Khang ơi. Xanh thiêu cho em Mi Mi. Xanh thiêu cho em Mi. Rồi quần tay 50 cho chị Thu Minh Trần. Chị Thu Minh Trần có số điện thoại là đúng không chị? Thu Minh Trần. Rồi giờ bắt đầu em qua xã hàng của em nha. À, không không. Quần đen mà anh. Quần hết rồi sao? À sắm á, gọi là sắm thiêu á. Còn ở đây là quần tay. Quần tay. Rồi làm xã hàng nhà em nó đang bán nha. Bộ chị mặc không có quần dài em ơi. À bộ em đang mặc có cam, có nâu, có đen, có xám đầy đủ luôn nha mấy chị yêu. Bộ em đang mặc 70.000 nha. Đang 50 em hết. Chị có quần tay nam màu đen nha. Bộ em đang mặc nó là lụa satin nha mấy chị, tưởng vô rất là mát luôn. Em có vàng nha, bộ vàng ở em Thương đang mang nha. Bộ vàng. Bộ vàng ở dưới Thương đang mang. Có bộ hồng nữa. Chị là thích mẹ nào chốt nha. 70.000 nó là lụa satin đẹp lắm. Không, máy bị gì nè. Đẹp lắm. Mấy chị cầm nè mấy chị biết nha. Đừng có phân biệt cái hàng phi bém. Hàng lụa nó mát cực kỳ. Mấy chị mặc vô nó y như không mặc gì luôn á. Rất là đã. Bộ hồng đẹp ghê không. Mèo hồng. Bộ hồng 70. Không có máy bị. Khi nào có sữa. Sữa dưỡng da tăng giá vậy chị. Chắc là thứ hai về sữa dưỡng thể mấy chị ơi. Thứ hai là về sữa dưỡng thể nha. Thứ hai về sữa dưỡng thể. Rồi em có màu hồng nè. Bộ em đang mang có màu hồng, có màu đen nè. Bộ em đang mang đủ mèo nha. Mấy chị thích mèo nào thì lấy. Có đen nè. Có đen 70.000 ạ. Có cam. Mèo nào mặc lên cũng sáng đẹp da đó. Có đen có cam. Đẹp quá nè. Đen có cam. Để hai loại 35.000 nữa. Thôi để một cái mặc đẹp quá. Ok em Hương Nguyễn. Quần đen 19 hết rồi em yêu. Hồng 70 cho lá vàng.
Chị chắc ở bên kia mấy em ơi, chị quần Tây Nam đó chị xả có 70.000 nè. Đẹp lắm, bộ mèo cam nữa nè mấy chị. Bộ như em đang có mèo cam nữa nè, 70 nha. Cam nè, có xanh non nè. Có xanh non nó phối viền đó, dễ thương ghê luôn á. Xanh dương. Xanh dương nó có phối lớn nữa nè. Có phối ren á. Quần là có tuổi hết nha mấy chị, tuổi cọc từ sau luôn nha. Có hồng viền đen, để phải viền đen không biết. Hồng viền đen. Bộ em đang mặc đó là lụa satin nha, mấy chị mặc vô là bao viền ba đã. Là bộ caro nè. Bộ caro. Cho em bộ caro. Bộ caro. Caro 70. Bộ xanh. Xanh đậm. Cho em bộ xanh đậm, xanh đậm. Cam cho chị Dung Lê, Dung Lê. Cam cho chị Dung Lê, Dung Lê. Form là 60kg đó lạ thôi nha mấy chị. Quần treo ở phía sau 49 nha. Cam đi nè. Bộ cam này cam. Quần treo ở phía sau 49.000. Rồi đàn qua em xả nha. Xả nha. Rồi phớt hồng 50. Phớt hồng 50. Phớt hồng 50. Còn mấy con phớt hồng em xả luôn 50.000. 50.000. Có nha, có thời gian chị sẽ xả hết, không để là gì. Phớt hồng 50. Có cái em mã phớt hồng 50. Hàng có túi trong xịn đét luôn nha mấy chị. Cho em xem bộ xám một em yêu. Hồng 50 xịn đét luôn. Rồi cho em mã phớt hồng 50. Phớt hồng 50. Mèo xám, hình như mèo xám hết. Còn mèo đai đường không em? Còn mèo đây cái này xám hết rồi. Hồng 50 cho kiều em. Còn bộ mèo đây em mèo nâu. Bộ nâu là quá đỉnh luôn á. Không có mèo xám chốt bộ nâu rồi. Nâu 70. Chợ coi được không ạ? Chợ gì yêu? À nó bộ xám đó, bộ xám đây. Bộ xám đây em ơi. Bộ xám ra nha, còn một bộ xám. Nâu cho em lá vàng. Nâu cho lá vàng. Chợ coi quần được đi chị. À cho coi quần hả, chơi gì xíu. Nâu cho lá vàng, bộ xám đó nhân em. Bộ xám chị thương em mang. Bộ hồng 57. Ok Hiền Võ. Bộ hồng cho chị Hiền Võ. Rồi bộ xám. Đây. Dạ. Hồng cho Hiền Võ. Bộ xám. Rồi này cái set. Set siêu dễ thương, xả 50. Set siêu dễ thương luôn mấy chị ơi. Set siêu dễ thương, form này chắc mấy chị 60kg này cũng được á. Coi quần phía sale hả? Tự tấu đi xem bể tiếng nữa nè. Quần phía sale đây nha anh em. Này là màu xanh nha. Lưng bản, căng này free size 55kg đó lại nè. 55kg sợ mấy chị đùi to. Mẹ làm màu da. Mèo đen này em có đầy đủ size. Mèo đen em có size từ S cho tới XL. Nói hết ẩu á. Nó nhỏ lại đi. Vàng 70 cho Vi Trăng Thảo. Bà lên số điện thoại nha bà Vi Trăng Thảo ơi. Lên số điện thoại đi nha. Có lên nhà lái cũng lên số điện thoại cho em nhé mấy chị. Rồi cái xếp 50. Một cái sơ mi kèm theo một cái chân váy mèo đen. Chết, nói hết nổ mất. Đẹp quá. Đó nha mấy chị, cái set này siêu đẹp. Set 50 nó quá đẹp đây, em không cần vô lên cho mấy chị coi nè. Set 50. Chốt em mã set 50. Em còn mấy cái áo khoác bé xả 30.000 luôn nha. Chị, em có vô không vô thì cũng có lên số điện thoại nha em. Chốt em quần thể thao nam size 80kg mèo đen. Ok Kim Khải. Set yếm hồi trưa hả em? Set yếm nào ta? Lát cái set yếm đó đây Thanh Anh Phương. Set 50 chị mới đưa lên á. Rồi khóc cho bé số 3 15-18kg đó lại là mấy chị mang được nha. 30.000. Chốt em mã cam 30. Cam 30. Cam 30. Chốt em mã cam 30.
Để da phần resize nha chị ơi. Rồi cam 30. Cam 30 em còn size 10 tới 15 17 kg. Cam 30 còn 3 cái. 3 cái cam 30. Rồi quần hồng size S 35.000 luôn. Quần đùi hồng size S con này siêu đẹp nha. Size S 35.000. Đẹp cổ dữ không? Cho em mẹo quần hồng ba lem. Nói vậy nhiên ta. Nói vậy riêng mấy chị. Quần hồng ba lem. Đồ bộ mà áo yếm vải lụa đó chị. Đồ bộ mà áo yếm vải lụa hết mắt em yêu ơi. À, còn nha Thanh Anh Phương. Còn 1-2 bộ vậy. Chúc có chị qua xả bộ rồi làm chốt nha. Rồi đuổi hồng 30. Một cái mèo đen, một cái mèo da. Ok chị Út nhỏ Lê. Một cái đen và một cái da là cả đây là anh chút bóc xem. Ok chị nhỏ Lê. Rồi một con đùi riêng size L. Đùi riêng này là đùi riêng không co giãn. Size L 45.000 nha mấy chị ơi. Siêu đẹp nha. L này nhưng mà phông nó nhỏ tầm 50kg đổ lại thôi nha. Đó. Mấy chị size S M là mặc cái size này. Chốt em mã đùi riêng 40 lem. Đùi riêng 4 lem. Đùi riêng 4 lem hồng size S. Chốt cái chị Thiên Trăng Nho Trần. Chim trăng nho trần. À chị nào mặc được những con áo này thì comment mã mừng ca. Áo này cái kiểu nó như thế này nè. Đó. Chị nào mặc được áo foam và laptop nó về nó là hàng thun lạnh nha, 10.000. 10.000, vàng 10.000. Xanh 10.000. Vàng 10.000, xanh 10.000. Kiểu của nó mặc như này này nha. Trống ngực cho nó. Riêng sợ bà không vừa nha. Cái quần của bé đau lộn vô. Cái quần cực quá. Mấy chị chốt hàng lên số điện thoại giùm em nha. Mấy chị ơi chốt hàng lên số điện thoại giùm em nha. Con thôi để lại đi. Rồi đỏ, áo thun đỏ, hàng thun Thái nha, 35.000, tay đỏ 35, tay đỏ 35, XL một cái da, ok chị. Sao chị chưa đẹp được cái nhánh mi mi, vô mà chưa in mà, tao in đi đâu. Thường thường lên số thoại đây chị Thương chốt áo 10.000 nha. Rồi cái con trắng này nó hơi bị lắm thì sao ta, nhiều khi gầm trong bóng điện màu trắng nó không có thấy. Rồi mã lắm 20. Xét bộ chị bạn 70 nha em. Mã lắm 20. Lắm 20. Lắm 20. Lắm 20. Chặt. Lắm 20. Bộ ra của em. Rồi còn một quần đùi xì xong hơi. Bố mặc rồi. Lắm 20 cho em Thanh Thanh Phương. Lắm 20 cho Thanh Thanh Phương. Rồi cái quần này 20.000. Mấy chạy chỉ cần về đính cái kim vô nha. Bây giờ làm biến cho em đính cái kim vô là xem nha mấy chạy. Đính cái kim vô là xem nha. 10-20. Size của nó là size S. Chốt em mã 10-20. 10-20. 10-20. 10-20. Thường thường rồi để cho số rồi hả. Rồi ok cái áo mờ ga cho chị thường thường anh. Áo mờ ga cái áo mèo vàng á. Rồi à, Kim Cốt Phạm cái tay đỏ 35 cho Kim Cốt Phạm. Đùi 20 chốt cho Ni Na Lê. Đùi 20 chốt cho Ni Na Lê. Cái tay đỏ cho Kim Cốt Phạm. Áo tay đỏ cái đùi 20 Ni Na Lê. Rồi bộ xám 4 lên. Bộ ngô xám. Bộ ngô xám 40 lên nè. Bộ ngô xám 4 lên. Áo không đủ rồi mấy chị. Bộ ngô xám co giãn thoải mái nha. Quần ôm áo phông rộng. Ngô xám bung lên. Ngô xám bung lên. Chốt em mã ngô xám bung lên nha. Ngô xám bung lên. Rồi em còn 2 bộ đá banh.
Size của nó là size 2X. 30 30 lem ký đó lại nha. 30 lem ký đó lại. Chốt em bộ đá banh. Đá banh 30 lem ngàn. Chốt em bộ đá banh. Chốt kèm giá đó giùm em mới chốt hàng nha chị Trâm Hoa ơi. Bởi vì ngày mai là em không biết giá để em làm mà em nói thiệt luôn á. Nên mấy chị chốt giá là em thương in ra luôn nha. Chị Trâm Hoa hay chị nào mà chốt bộ sắm, nói chung ai có giá thì em thương sẽ chốt. Rồi Trâm Hoa bộ sắm 4 lem. Sắm 4 lem cho Trâm Hoa. Rồi chốt em bộ đá banh 3 lem. Đá banh 3 lem, size 3 lem ký đối lại. Rồi đá xanh đỏ. Đá banh đỏ size 30 ký đối lại. Đá banh đỏ. Đá banh đỏ size 30 ký đối lại, chốt em mẹ đá banh đỏ. Thì sao vậy? Bữa cô nhỏ không nói cho em. Sao rác cổ quá. Ê chưa rộng quá hả? 30 thì 30, 32 kg mình nói. Đá bên đỏ chị Dung vô. Chốt kèm giá giùm em với mấy chị yêu. Mấy chị chốt kèm giá giùm em với nha mấy chị ơi. Chốt kèm giá có giá em hãy chốt nha. Xếp bộ chị bạn 70. Đá banh 3 lên cho Minh Huệ. Đá banh 3 lên là xanh cho Minh Huệ. Đá banh đỏ cho Sa Bùi. Cứ có giá là em chốt nha mấy chị. Rồi quần ôm cho bé. Ôm cho bé cậu á mấy chị ơi. Sa 15kg đó lại nha. 25.000. 25.000. Chốt cho em bảo quần 2 lem. 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 Đá banh đỏ em hết. Rồi bộ này em xả mấy chị 49.000. Bộ này chắc đẹp mê ly luôn mấy chị yêu nha. Rồi mè là mè vàng chanh. Mè vàng chanh hiện tại là em có size từ 10 lem nha. Bộ vàng chanh em có size từ 10 lem. Rồi vàng chanh em có size 10 lem cho tới 20kg. Chốt cho em bộ vàng chanh. Vàng chanh hàng có size. Con táo này em bị gì nói không ra luôn á. Bộ vàng chanh em có size từ 10 lem cho tới 20kg nha. Chốt cho em vàng chanh 49k kèm theo số ký ạ. Vàng chanh 49k kèm theo số ký. Chắc là em nói mấy chị đẹp lắm. Chắc đẹp lắm mấy chị ơi. Con này chắc rất là đẹp nha. Vàng chanh 49k kèm theo số ký. Em có size từ 15 cho tới 20kg. Chốt cho em bộ vàng chanh. Bộ vàng chanh em có size từ 15 tới 20kg. Chốt hàng kèm giá kèm số ký giùm thương. Xếp bộ chị bạn Ri Sa nha Thảo Ly. Vàng chanh. Rồi bộ vàng sáng. Bộ vàng sáng em có mỗi một size từ 18 cho tới 25kg nha. 18 tới 25kg. Rồi bộ vàng. Bộ vàng 2. Chốt cho em bộ vàng 2. Có size từ 18 tới 25kg. 49.000. Chắc là nó mấy chị thun thái nó đẹp, thun cho đẹp, lém nhận á. 49.000. Bộ vàng sáng. Bộ vàng sáng. Vàng 2 và vàng chanh. 49k. Đủ size. Em cột vào luôn chứ đi nó lộn xộn. Chó nó bố. Chó giờ muốn gì đó. Được chó. Nó thích cái màu. Rồi một cái áo sơ mi nam mèo đen. Size của nó là size L 59.000 nha. Cho sơ mi đen cho nó đẹp lắm. Size L nha mấy chị ơi. Áo nam nha. Đen L. Đen L 59.000. Chốt em mã đen L. Đen L 59.000. Đen L 59. Rồi 59.000. Chốt em mã đỏ đô. Đỏ đô size XL. Vàng xám. Vàng xám chốt cho Phú Vương Phan Võ. Phú Vương Phan Võ lên số điện thoại nha. Phú Vương Phan Võ lên số điện thoại 49.000. Vàng xám chốt cho Phú Vương Phan Võ. Phú Vương Phan Võ lên số điện thoại. Rồi đỏ đô.
bỏ đô 59 size L. Nhớ kèm theo giá nha mấy chị, một số mặt hàng em xe là em không nhớ giá. Rồi áo da 2X 59 nha. Chốt cho em mã áo da 2X 59 nha. Rồi sơ mi vàng là sơ mi nữ free size 30.000. 30.000. Sơ mi nữ 30.000, chốt em mã sơ mi vàng 30. Sơ mi vàng 30. Rồi áo xám size M. Sơ mi cổ trụ xám size M 59.000. Áo da 59 em tranh hoa. Áo mèo da. Mèo da 59 nha. Rồi red box cái áo sơ mi 30 nè. Sơ mi vàng nè. Rồi mèo xám 59.000. Chốt em mèo xám 59 size M. Xám 59 size M. Còn một con khóc trong nắng cho bé sale 30.000 luôn. Size của nó size số 4. 20kg. Chào lại cho mở đi. Mày chút có đi ngủ. Ra kia. Chốt em khỏi khui ra luôn mấy chạy khui. Khui ra mấy con bỏ vô nó mắc đẹp cả áo. Áo khóc Burberry kiểu khóc dài á. Khóc dài như khóc người lớn cho bé. Size 20kg đó lại. 30.000 chốt em đã khóc 30. Ủng bộ miếng, ủng bộ miếng ở đây. Khóc 30. 859 với chị Nhung Huỳnh. Sơ mi nữ đây. Có. Tại vì sao nó hết khỏi vậy ta? Nó không được mà nó vô. Rồi áo đỏ 39 nè. Áo đỏ đây là phông ôm. Size của nó là từ 30 cho tới 52kg. Áo đỏ 39, hàng thun bô rít. Đỏ 39. Đỏ 39. Rồi mèo riêu size 2X 59 nha. Mèo riêu size 2X 59 nha. Chốt cho em mã mèo riêu. Mèo riêu 2X 59 nha. Chốt cho Hiên Võ. Bảo khóc 30k chốt cho Hiên Võ. Đó, đó bấm này, bấm ra. Bấm vô cái mạc á. Áo khóc tròn á, cuộn tròn á. Rồi, đùi đen. Đùi đen 30, chốt em mã đùi đen 30. Cá riêu là cá nam nha em Tích Phương. Áo nam size 2X nha. Rồi sơ mi này 4X. 4X size 70kg 59.000. Chốt em mèo rút. Mèo rút 59.000. Chốt em mã rút 59k. Rút 59k. Đuổi da 35.000. Chốt em mã đuổi da 35. Riêu 59 cho em bị rút thôi. Nói là nhiều ta em xích tăng chứ. Ừ sao tận gì em nói nó không nổ. Riêu à, riêu 59 cho nghỉ nhất thôi. Riêu 59 cho nghỉ nhất thôi. Rồi da, da 3 lem. Chốt em mãi da 30 lem, xa 60kg đổi lại. Da 3 lem. Rồi trắng, trắng 3 lem. Trắng 3 lem, xa 60kg đổi lại. Chốt em mãi trắng 3 lem. Rồi kiểu xanh. Kiểu xanh siêu đẹp luôn nha mấy chị yêu ơi. Kiểu xanh 55, form này 60, 62 tiếng mấy chị cũng có thể mặc được nha. Phía đây là có bản bo, mấy chị có thể bo thắt cái eo lại, rất là đẹp luôn. Kiểu xanh 55. Chốt mà em, kiểu xanh 55. Rồi sơ mi đen. Sơ mi đen cho nam nha, 59 ngàn. Hiện tại em còn size L. Hết rồi chị, khóc bé hết rồi nha. Đuổi xanh. Mẹ xanh nem lem. Đuổi xanh à. À kiểu xanh nem lem cho chị Dung Võ. Dung Võ Thị Dung. Rồi sơ mi đen 59. Em có size L. Sơ mi đen 59 em có size L và size 3XL nha mấy chị. Đó đẹp lắm. Đẹp lắm. Sơ mi đen 59.
Đó, em có size L và size XL 59 ngàn. Ồ, sao có 59 ngàn? Để nó nhiều nó lộn giá, nó kệ nữa. 59 ngàn nó lộn à? 79 ngàn mà em nó lộn 59 ngàn. Thiệt luôn á. Rồi, sơ mi trắng 79 ngàn. Sơ mi trắng 79 ngàn nha. Sơ mi trắng 79 ngàn em có size XL nè. Sơ mi trắng 79 ngàn em có size XL, size 2XL và size L. Sơ mi trắng em có 3 size, XL, 2XL và L. 79 ngàn nha mấy chị. Để con đăng như con 79 mà em có lộn 59 á, em bán luôn mấy chị 59 á. Sơ mi trắng. Nói không được à. Nói nó đeo. Nói hả hiện đâu được. Thì vậy. Nguyễn Thanh Quang chốt nha chị ơi. Em không thấy chị chốt. Xanh em lem em hết nha. Rồi em có bồ lụa em xả cho mấy chị luôn nha. Bồ lụa Miyama hàng dài tay. Đó, quần dài tay dài Miyama form 65kg đó là xả 59 ngàn luôn mấy chị. Chắc là lụa hàng cao cấp nha. Cái này lụa hàng cao cấp luôn mấy chị ơi. Quần dài tay ngắn 59 ngàn. Quần dài cây chín. Ok Dung, Võ Thị Dung. Có mờ gà từng xiếp mở gì đâu. Sơ mi trắng size L cho Nguyễn Dung. Quần phía sau sơ mi đen 79, đen 70kg vừa không vừa nha chị. Thường thường bộ chị mặc còn rất là nhiều mèo luôn Thảo Ly nha. Sơ mi trắng size L cho chị Nguyễn Dung. Để mà xếp, để nó để mà xếp. Bỏ vô nha. Phải xếp lại chứ. Hẹn gặp chị xếp lại gì đâu. Sơ mi đen 50kg vừa nó có size mà. Sơ mi đen có size mà. Rồi bộ này em xả mấy chị 59 ngàn. Miyama quần dài tay dài. Chắc nó là lụa hàng nha mấy chị. Lụa hàng nha, siêu dễ thương luôn. 59 ngàn. Mua chai sữa tém. Ok chị Nguyễn Thanh Quang một chai sữa tém. Ok chị yêu. Rồi 59 ngàn. Chốt em mã lụa 59. Lụa 59. 59 ngàn. Rồi bộ đỏ chắc nó cũng là lụa hàng luôn. Quần dài tay dài xả 59 ngàn luôn. Quần dài tay dài 59 ngàn luôn nha mấy chị ơi. Miyama nha. Miyama quần dài tay dài 59 ngàn. Quần dài tay dài 59 ngàn. Cho các em mã quần dài tay dài 59 ngàn. 59 ngàn một bộ Miyama dài mấy chị ơi. Quần dài tay dài. Bộ kia này 70.000. L 60kg vừa xong vừa nha chị yêu ơi. Đỏ lụa, đỏ lụa cho Nguyễn Phương Thém. Đỏ cho em Giáp Nguyệt. Đỏ 59 cho Nguyễn Phương Thém. Sữa tém 99.000 đúng rồi nha. Đỏ 59 cho Giáp Nguyệt. Đỏ đỏ cho Huyền Quang. Mình nhớ đỏ còn nhiều mới hả ta. Đỏ 59 cho 2 bộ, 3 bộ. Huyền Quang lên số điện thoại nha. Chị quần tay đang size nhỏ không? Quần tay đang chỉ còn size nhỏ. Size nhỏ chỉ còn 3 bộ. Huyền Quang lên số điện thoại nha. Rồi ô mì lỡ 45. Ô mì lỡ 45 size 52kg đó lại mang được nha. Rồi ô mì lỡ 45 ngàn. Cháu em mã ô mì 45. Ô mì 45. Ô mì 45 em còn 2 quần. Cháu em ô mì 45. Điền Quang lên số điện thoại.
Có cái bút lông nữa không anh? Không. Con số nào vậy? Tên Bồ U Mì sẽ 70. Chốt cho em mã số 1. À Quỷ Huyền Quang đi. Sao mà nhớ mấy bữa ta liên thông tin số thoại này rồi mà sao giờ sao thấy. Rồi mã ra chốt cho em là mã số 1. U Mì Baby nha mấy chị ơi, siêu đẹp nha. Mã này mã số 1, size của nó là size L. Mã 1 size L, chốt em mã 1. Còn phía sau 49.000 nghe hiệu. Mã 1 nha, mã 1 size L. Đem nó không nổi vậy ta. Mã 1 size L, chốt cho em mã 1. Mã 1. Rồi mã số 2. 70.000 nha mấy chị. Mã 2. Mã 2 size XL. 70.000 nha. Mã 2 size XL, dáng quần baggy nó đẹp lắm. Mã 2 size XL. Chốt em mã 2 size XL. 70.000 một con. Rồi mã 3. Cái dáng quần là siêu đẹp, đó là lỡ chiến tắc lưng siêu cao nha. Đó, trời cái dáng này mặc đẹp lắm mấy chị ơi. Size XL, nó là dạng lỡ, quần là quần lỡ nha. Rồi mã này chốt em là mã số 3. Mã 3 size XL. Mã 4 size S. Mã 4 size S. Mã 4 size S. Quần chín tắc. Quần quần phía sau mặc đẹp mà nhì nữa mấy chị ơi. Cảm ơn bà Mạnh nha. Rồi mã số 5 size XL. Mã số 5 size XL 70.000 nha. Baggy. U Mì Baggy. Mã 1 chốt cho thiên hình. Mã 1 anh. Mã 1 chốt cho thiên hình. 70.000 một quần ạ. Rồi mã này chốt cho em là mã số 5 size XL. Dáng quần đẹp lắm mấy chị yêu ơi. Dáng quần của nó là dáng quần Baggy nha. Mặc siêu đẹp. Siêu đẹp, siêu modern. Mã 1 có lưng chữ giống vậy nè. Mã 1 không. Dưới nữa là mã 1, phải là mã 2. Vậy có ra cái đường vắng á gì đâu. Rồi mã xéo size M. Mã xéo size M. Siêu đẹp luôn mấy chị ơi, cái dáng quần này đẹp lắm. Cái dáng quần siêu đẹp nha, quần của nó là quần chiến tắc nha. Mã xéo. Có cho em mã xéo size M. Mã bẻ size S. Mã bẻ size S. Chốt cho em mã bẻ size S. Mã bẻ size S. Mã bẻ size S. Ok. Phía sau không có size nha. Mã 2 cho chị Nguyễn Dung. Mã 2 cho Nguyễn Dung. Đó mã 2 thôi. Chạy quần tay đen nhỏ nhắc bao nhiêu ký mặc vừa tầm 50kg đô lại. 50kg đô lại nha. Mã 8. Mã 8 em có đủ size S, M, L, XL cho mấy chị. Mã 8 em có đủ size nha. Mã 8 em có đủ size luôn. Chốt cho em mã số 8. Mã 8 em có đủ size S, M, L. S, M, L, XL. Mã 8 em có đủ size. Vừa nha em yêu. Mã 8 em có đủ size. Mã bể size S cho Út Đỗ. Mã bể. Anh lựa mã bể. Mã bể em nhớ là cái mạc đó. Mà ghi trong cái phiếu chỗ dân trắng trắng. Mã bể. Rồi bộ hồng. Bộ hồng. Bộ hồng em biết xe cho mấy chị luôn nè. 59.000. Lỗ quá lỗ luôn mấy chị. Ai mà mùa này mặc ngủ cũng được mà mặc chiều chiều là gió vẫn còn mát á. Ai mà mấy chị chuẩn bị sinh hoặc mới sinh dậy rồi nè, mua mặc bao đã luôn nha. Rồi bộ hồng 59 luôn. Xả bộ hồng 59.000 luôn. Bộ hồng 59.000. Lỗ, quá lỗ. Bộ hồng 59. Rồi đỏ hoa 59. Lụa hàng nha mấy chị ơi, nó là BMA lụa hàng nha. Đỏ hoa 59. Mấy chị mua đem dùng. Đỏ hoa 59.
Chốt em đỏ hoa 59 xa 60kg đổ lại mang được nha. Đỏ hoa 59. Bộ hông cho chị Dung Mỹ. 5kg Dung Mỹ. Rồi mã này mã số 10 cho em nha. Mã 10 em có đủ size S, M, L, XL. Mã số 10 em có đủ size luôn nha mấy chị. Chốt cho em mã này mã số 10. Mã 10 em có đủ size. Dáng quần Umi Betty mặc siêu đẹp và đang rất là siêu hot. Mã 10 em có đủ size S, M, L. Mã 10 đủ size S, M, L, XL. Ok Thắng, chị để em hai cái quần. Chị để em hai dây quần đem ngốt như hồi trưa. Ok những gì Thắng. Quần phía xe lấy mẹ xin cốm. Ok Diệu. Rồi mã 10 đủ size Harry. Quần xe 49.000 hôm 58kg. Chị không đi ta. Hồi dây em nhắn gì chịu không dịch ra ta. Sáng nay em nói không được mấy vậy không. Sáng nay bị gì ha. Sao chị đi ta. Rồi mã 11. Mã số 11 em cũng đủ size luôn nha, 70.000. Mặt trước lưng bảng, mặt xe lưng thun. Mặt trước lưng bảng, mặt xe nó lưng thun nha. Quần này mặc sướng lắm. Chốt cho em mã số 11. Quần bên dáng bên ghi siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Đó, bảng nó lưng đá đẹp lắm. Mã 11 đủ size. Mặt 1 đủ size. Chị lên vỏ lấy quần 40k size L hả? Mèo gì chị yêu ơi? Cái mèo gì? Chị lấy mèo gì? Lấy mèo gì chị? Nói không được luôn đâu đây. Mày xong size L. Nhìn thôi cái quần xanh chứ còn xanh lờ không anh. Đó, cái đây quần xanh cam hồng rồi đó. Đó đó, ừ. Nhìn cho mẹ tao thật quá kéo ra nó xanh. Quần xanh còn xanh lờ. Có 3 cái rồi chứ còn xanh lờ. Làm chốt cái chị lên vỏ. Ok chị yêu lên. Ok chị lên vỏ nha. Có nghi em nói được không mấy chị yêu. Em hết sức mà sao tự nhiên táo em bị mất tiếng. Không nói được luôn. Rất là em lấy không có hả ra được. Bộ lon xanh 59.000 Miyama nha, lon xanh 59.000. Chú em bộ lon xanh. Lon xanh 59.000. Chú em bộ lon xanh. Yên chưa? Yên rồi mà. Lon xanh 59. Chú em mã lon xanh 59. Nhiều người quên bao nhiêu người cũng nào được đeo ấy. Còn cả tên người luôn rồi. Còn đùi nam. Có đùi ô mì nam. Ra Bắc của mình có quần đùi ô mì 35.000 ra. Quần đùi nam 35.000 hơn ghế. Bộ xanh cho chị Dung Mỹ. Bộ xanh cho chị Dung Mỹ. Tự nhiên nói không được các chị ơi. Nói gì
không được. Bột xanh cho vô Mỹ. Rồi bột cam. Bột cam nêm chín. Chưa có hát. Em không hát cái bài nào luôn á. Hồi chiều giờ làm cầm đầu em biết mấy xem mà không hát. Dạ trang 83 chắc không được rồi. Chết. Xong rồi mình đang. Mình đang nữa đó. Bột cam nêm 19. Chốt cho em bột cam nêm 19. Bột cam nêm 19. Rồi 30.000 nha. Đù nam 30. 59 cam cho chị Dung Mỹ. Rồi 30. Chốt cho em bảo quần nam 30. Muốn mấy quần chốt mấy quần nha. Để quá cho anh không. 70-75kg cho mấy chị chốt vô tư nha. 75 ký đôi lại. 60 tao bẻ lên ký 30.000. Tụi có khó kéo rồi luôn nha mấy chị ơi, tụi có khó kéo rồi luôn nha. Quần nam 30 cho Tuyết Phương, muốn mấy quần này gây 2 quần 3 quần thì mấy chị chốt nha. Nó có đủ xẹp. Đây. Hoa đỏ. Ê, sáng mất. Hoa đỏ nem chín. Hoa đỏ nem chín. Hoa đỏ nem chín. Hoa đỏ nem chín. Quần tay nam nó nềm nút ở đâu bên kia mắt em yêu ơi. Tay đỏ 59. Hai quần cho Dung vô. Chắc em xuống like thôi mấy chị ơi, nói không nổi nữa. Còn rất là nhiều hàng sale mà nói không nổi, nói không có được nữa. Hai quần cho em BT Trem. Hai quần cho BT Trem. Chắc xuống la thôi mấy chị ơi, qua lễ em xe tiếp quá, nói không được. Ok la lanh rằng nói không được mấy chị ơi. Sao kỳ ra. Nó đeo hai bên đây luôn không? Này có XL nha chị, ok chị nha. Nghỉ sớm đi chị, không ai tắt tiếng đâu đó. Ừ chắc khi nghỉ quá à, để quần chọn thêm hãy gửi nha. Ok mấy chị nha, bên em cho dồn đơn mấy hai nghề, mấy chị cứ muốn dồn đơn cứ nói em nha. Rồi con là lũng lỗ hôm mình tặng mặt dưỡng da, chị là mặt dưỡng da chú anh má tặng nha, tặng mặt dưỡng da. Rồi dây trắng ba lem. Chú em mẹ dây trắng ba lem. Dây trắng ba lem 49 ngàn nha em. Hàng lại đầy đủ size SML XL nha. SML XL. Tặng cho chị Nguyễn Phương Thếm. Tặng cho chị Nguyễn Phương Thếm. Quần nam 30 cho em Ngọc Huyền. Tặng cho những Phương Thếm cùng nam 30 cho Ngọc Huyền. Bằng miếng không mình chỉ tặng với tổng chứ. Áo dây trắng ba lem. Đen xây XL cho em Trăm Hoa. Đen xây XL là cái đây. Size XL tầm 55-58kg đó lại luôn nha chị. Nó cũng ngang ngửi cho mấy cái quần này nha. 55. Hai quần này khoảng tầm 55kg ha. Đùi mấy chị nhỏ.
Em chị có thể lên 58 bởi vì cái quần ở phía sau đó là lưng thun co giãn dễ mặc. Còn nhiều hàng ép, tại sao tự nhiên 6 đêm, cái miệng nó không được. Lấy cái đêm cho em Phương Thếm nha, đêm cho Phương Thếm, đêm XL cho Phương Thếm. Nó đeo hai bên này thương quá chị, tự nhiên đeo hết nè, đeo, đeo xuống đây. Chắc do già. Đêm XL cho thầy Sương, ok em yêu, quần nó mặc đẹp á thầy Sương. Rồi áo ba lỗ trắng 30 nè mấy chị ơi, cái hàng này là hàng bô rip nha. Hàng vô riếp co giãn đã đấy. Ừ. Mấy chị mà dáng đẹp và mặt mấy con là đúng đẹp luôn. Xuống la đi, nó hết nổi rồi bà. Chị tôi, nó hết nổi rồi. Rồi áo trắng 30. Thấy mấy chị còn co nhiệt tình quá nè. Thấy xuống la á, thấy cũng tiếc. Bây giờ nói nó không nổi. Rồi ba lỗ trắng 30. Ba lỗ trắng siêu đẹp mấy chị ơi. Chắc vô riếp đẹp lắm. Ba lỗ trắng 30. Ba lỗ trắng 30. Nói giống ai đi ăn trộm á. Dây xanh 30. Dây xanh 30. Ba lỗ trắng cho chị Dung Mỹ. Cũng còn nghi mà đúng mấy chị. Lấy quần phía xeo L nữa nha. Ok chị lên vỏ. Quần phía xeo L. Chị vẫn còn bộ nha Ngọc Phan. Chị đang xeo bộ mà chưa lên được hết nè. Đào quần phía xeo là quần L. Quần màu đen. Màu đen trả lời gì lên. Rồi áo xanh 30. Áo xanh 30. Áo xanh 30 này mua về là mặc chứ có quần đủ quần ô mì nhà thương bán nữa đó, mặc lên thành một bộ trời ơi nó đẹp lắm. Áo xanh 30 răng ngày chưa bớt bây giờ tới miệng nữa. Xanh 30 dây xanh 30 cho Út Đỗ. Xanh 30 cho Út Đỗ. Ba lỗ trắng cho Thường Thường. Hỏi làm gì lên số điện thoại nha em. Dây xanh 30 cho Út Đỗ. Ba lỗ trắng cho Thường Thường. Hỏi làm gì lên số điện thoại nha em. Chốt kem giá lên cho chị nha, hỏi làm gì. Rồi dây xanh 30. Nó làm combo rip đẹp lắm nha mấy chị yêu. Rất là đẹp. Chắc coi giãn mặt sướng lắm. Dây xanh. Cái này chốt em là dây xanh 30. Hồi nãy là mã xanh 30 nha. Đây là dây xanh 30. Dây xanh 30. Ba lỗ xanh 30 cho em Khơ Kim. Khơ Kim đen 49.000 nha chị. Máy mèo kia cũng là 49.000 luôn. Mèo đen nó cũng 49. Xong nghe khách cũ là bên nhà chị có liên lạc thông tin hết nha em. Khách mới là lên số điện thoại, còn khách cũ là bên em liên thông tin hết rồi nha. Rồi ba lỗ đen 30. Ba lỗ đen 30. Ba lỗ đen hàng bô rip siêu đẹp. Ba lỗ đen 30. Chốt em ba lỗ đen. Ba lỗ đen 30. Ba lỗ đen 30. Rồi xanh ho cúc 30. À xanh này cho Thường Thường để ơi hỏi. Hỏi làm gì? Hỏi làm gì? Chốt cho hỏi làm gì? Ba lỗ đen 30 cho Đăng Nha. Ba lỗ đen 30 cho Đăng Nha. Ba lỗ đen 30 cho Ngăn Ngăn Cao. Dây xanh 30 cho Trần. Trần Minh Thư. Trần Minh Thư lên số điện thoại nha em. Xanh ho cúc. Đậu cái ai cho con hỏi làm gì. Chốt có xanh ho cúc cho con Út Đỗ. Rồi ba lỗ đen cho Thường Thường. Ba lỗ đen cho Thường Thường. Còn ba lỗ đen nữa. Ba lỗ đen nữa đi. Ba lỗ đen nữa còn nữa. Ba lỗ đen cho Nguyễn Phương Thếm. Ba lỗ đen cho Khơ Ninh. Còn hai cái bàn nữa đang kịp và sáng liễu tóc. Rồi dây trắng ba lem. Dây trắng ba lem. Chốt em mã dây trắng ba lem. Dây trắng ba lem. Dây da ba lem. Dây da ba lem.
ba lỗ vàng 30, dây trắng ba lem cho Minh Huệ, dây trắng ba lem cho Minh Huệ. Kẻ nói hai đồng rất là chi. Dây trắng ba lem hết. Dây da cho Minh Huệ. Dây da còn ta nhớ dây da còn nhiều lắm. Nhớ dây da còn nhiều lắm. Dây da cho hỏi làm gì? Dây da cho hỏi làm gì? À quên, Trần Minh Hưng có số điện thoại có địa chỉ đâu. Lấy quần đen phía sale size XL và một quần đùi nam 30k. Đùa ok chị Mai Nguyễn Tiếp nha. Ok chị Mai Nguyễn Tiếp. Rồi ba lỗ vàng 30. Ba lỗ vàng 30. Đẹp lắm. Ba lỗ vàng 30. Ba lỗ vàng 30. Ba lỗ vàng 30. Rồi, dây trắng xanh. Dây trắng xanh 30. 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 Rồi đỏ kiểu. Đỏ kiểu. Đỏ kiểu 39. Cho em mã đỏ kiểu 39, đỏ kiểu 39. Ok, ok Trần Minh Thư nha. Bên em cứ gọi để đơn, em cho dùng đơn 2 ngày. Chị nào dùng đơn thì cứ báo. Đeo cái gì mà cá thì đeo răng, cá thì đeo đeo miệng, lớp được. Rồi bộ xanh đen 59 nha. Chốt em mã xanh đen 59. Xanh đen 59. Bây giờ mang quần dài tay ngắn. Bây giờ mang quần dài tay ngắn. Chắc là lụa hàng. Chắc là lụa hàng nha. Chắc lụa hàng. Quần dài tay ngắn 59 nha. Xanh đen 59. Không coi nữa, mua hoài. Rồi xanh đen 59. Xanh đen 59. Rồi hoa vàng. Hoa vàng 59. Hoa vàng 59 nha. Hoa vàng 59. Hoa vàng 59. Thu Thủy em hỏi như vậy. Nguyễn Thẩm Thẩm một quần xanh đen. Thu Thủy em hỏi cái nào còn mèo khác không. Xanh đen của Nguyễn Thẩm Thẩm. Xanh đen cho Nguyễn Thẩm Thẩm. Xanh đen đó 65kg mặc được nha Kim Tiến ơi. 65kg đổ lại nha em. Phôm này nó to. Phôm to. Máy chị từ 50kg đổ lên. 4 mấy kg mặc gì là phải bốt. Hoa vàng. Hoa vàng. Hoa vàng 59. Hoa vàng 59. Quần là có tụi hết nha. Quần là có tụi hết. Bộ chị đang cầm mẹ. Đủ mẹ này em yêu. Đủ hoa vàng cho nó không giống. Nóng giống hoa văn. Nóng giống hoa văn. Quần xe có 3 mèo hay không chị ơi? Mèo xanh cốm, mèo da với mèo đen. Xanh cốm, da với đen. Áo khoác kaki phôm rộng. Phôm rộng em bán nó hơi chậm. Ba lỗ vàng hết rồi chị Tân Thanh ơi. Bà chị Tân Thanh chốt hàng nhà em mấy lần rồi nha. À còn ba lỗ vàng em. Chị chốt hàng nhà em nhưng mà chốt đơn hình như toàn đưa cho Trĩ Nhi không à chị. Gọi điện chị chốt đơn toàn đưa con chị Nhi không, em mệt mỏi luôn chốt không được. Đây, khoác kaki nè. Xong nó đi luôn mấy chị, hàng này em nhập vô 85.000 chưa tính tiền xi về cho mấy chị luôn á. Bán mấy chị 89.000 được chưa? Hoa vàng cho Quyền Quang. Quyền Quang hoa vàng. Áo khoác kaki hả mấy chị, 89.000. Do hàng kaki này hàng phôm rộng. Phôm rộng em bán hơi chậm hơn cái phôm ôm. Phôm ôm này không đủ bán mà phôm rộng này. Hệ đặt lại những con. Xanh đen cho Ngọc Quang. Chút một xíu. Áo khoác kaki. Nó áo khoác kaki em lên mèo nha. Em sẽ 89.000. Phôm của nó là dài này. Tự nhiên thích đó hề. Thì nó em lên. Đó. Hoa vàng cho Thu Thủy. Hoa vàng cho Thu Thủy.
59.000. Chốt giá lên mai đi liệu nó mới biết làm đơn luôn đó chị. Mà cho anh bán giá đi liên không phòng nó không biết đâu. Chốt giá lên nha. Còn rất là nhiều em còn phải 100 mấy cái áo khoác này lận á. Áo khoác phông rộng em về mấy trăm cái mà áo khoác phông ôm mình bán hết mà áo khoác phông rộng. Em nhập vô 85.000 chưa tính tiền xe về luôn mấy chị. Chị em bán mấy chị 99.000. Bây giờ mấy còn mấy còn cái phông này khó bán xả 89.000 nha. Xéo mà tuổi mặc được cho chị Thương Hân ơi. Xéo mà tuổi mặc vô tư mà. Hồi bữa em đi đâu quá thì nó không nói hả? Ừ, sao gọi con yêu cái bác mé hoài. Rồi ok nha, còn xe chú ấy điện thoại nha, chị chốt chú ấy điện thoại nha. Rồi, 3 lỗ vàng 30 cho Tăng Thanh. Chốt 3 lỗ vàng 30 cho Tăng Thanh. Nhà chị chốt đơn là khách hàng như thế nào là ghi chú hết. Để nó xe lên là chốt là biết. Cái hồng là bữa sale mình là bán cho những cái khách lên nữa là mất công. Chốt không được. Hoa đỏ 59. Chốt em bộ hoa đỏ 59.000 nha. Hoa đỏ 59. Hoa đỏ 59. Chị là khách hot kaki thì nói lên nha. Hoa đỏ 59. Hoa đỏ 59 nha. Xì vàng 59. Cô xì vàng 59. Cô xì vàng 59. Chốt em là cô xì vàng 59. Cô xì vàng 59. Đấy em xanh đen, ok Thương Hân. Thương Hân xanh đen. Mình chồng nó đi ra bắt đầu. Bố ơi, cô xì vàng xanh đen này. Rồi cô xì vàng, cô xì vàng 59. Cô xì vàng siêu đẹp luôn á. Quần Amiyama, quần dài tay ngắn nha. Cô xì vàng. Em có cô xì xanh. Cô xì vàng em có cô xì xanh nữa nha. 59 nha. Ok chị nha. Chị phải nghi máy em mới đi đơn được nha chị yêu ơi. Chứ không đỡ ship tới chị không nghi là bom là em bắt đầu đi dù gì. Cô xì vàng, cô xì xăm. Em có cô xì vàng, cô xì xăm 59.000. Rồi bi đỏ. Bi đỏ quần dài tay dài 59.000 luôn. Bi đỏ cho em mã bi đỏ, bi đỏ, bi đỏ, mã bi đỏ. Rồi hoa xanh, cho em mã hoa xanh, hoa xanh 59, cho em mã hoa xanh 59, hoa xanh 59. Thôi em nghỉ nha. Mai nghỉ lễ 8/31. Mai nghỉ lễ cho mấy chị chờ 8/31 online nữa. Mai bên em gọi chốt đơn á, chị là muốn dồn đơn thì cứ nói nhân viên em nó dồn đơn nha mấy chị yêu ơi. Chị là muốn đi đơn thì nói đi đơn. Chị là muốn dồn đơn nói nhân viên em dồn đơn nha. Vừa nghỉ nói hết nổi. Mấy chị nha. Bi đỏ cho bà Huyền Quang. Hình như nhức răng cho nó ảnh hưởng hết rồi nào đây. Hoa xanh chốt em nhập fan. Hoa xanh chốt em nhập fan. Bi đỏ chốt cho Huyền Quang. Chị là muốn dồn đơn cứ nói nha. Em chưa trả hết đồ nhưng em vẫn còn tiếp tục thả. Bố ông xã mai nghỉ nha mấy chị, bố ông xã